Vâng, Trung tâm điện tử Đào Hoa Chí Linh Hải Dương xin gửi lời mến chào các bác và anh em nhé. Và trong kính máy quay các bác và anh em, bên em xin được giới thiệu tiếp thị đến các bác và anh em một đôi loa Mỹ Bãi ở JBL. Cặp loa có cái model là MRX525, cấu hình loa được thiết kế 2 bát 40, một mic tép kèn. Vâng, trong kính máy quay đây các bác anh em một đôi loa Mỹ này, được sản xuất tại Mỹ JBL này. Sử dụng thùng gỗ sơn sần cát. Một cặp loa phải nói là đẹp xuất sắc các bác anh em. Vâng, MRX525 các bác anh em nhá. Vâng, mới một model của JBL. Thiết kế 2 bát 40, bát neo và tem neo này. Đấy, tình trạng loa thì phải báo cáo các anh em đẹp xuất sắc nhá. Đấy, tình trạng của loa đẹp xuất sắc mà. Zin nguyên bản từ A đến Z, thùng gỗ sơn sần cát, kích thước chiều cao của thùng là khoảng 1m1, chiều ngang của thùng là khoảng 48cm, chiều sâu là 42. Và với một cặp loa bãi Mỹ JBL đẹp xuất sắc, zin nguyên bản như thế này, bên em đang chào bán với giá là 39 triệu đồng. Vâng, giá 39 triệu đồng cho một cặp loa JBL MRX525 sử dụng 2 bát 40 bát neo và 1 mic tép neo. Và các bác anh em có nhu cầu một cặp loa Mỹ Bãi JBL MRX525 xin hãy liên hệ cho bên em. Số điện thoại là 0974637646 và 0918249265. Đấy, loa thì báo cáo các bác anh em chỉ còn thiếu hộp xốp thôi. Loa tình trạng rất là đẹp nhá các bác anh em nhá. Đấy, tình trạng loa thì phải báo cáo các bác anh em đẹp xuất sắc. Đấy. Và một cặp loa JBL MRX525 được sản xuất tại Mỹ.